Tới điểm mua sắm, cả hai nhóm nam và nữ rất tích cực cho việc lựa đồ. Mỗi nhóm là một ý tưởng khác nhau. Liệu căn phòng trước và sau khi trang trí có gì thay đổi? Và căn phòng nào sẽ là căn phòng đẹp nhất? Trời ơi, xịn nè. Xong chưa các bạn, chuẩn bị xong chưa? Xịn quá. Chuẩn bị nha. 1, 2, 3. Nhìn có vẻ đẹp quá nhờ. Thấy choáng váng không? Chắc mấy người làm cho tôi bình thường lắm đúng không? Đúng không? Có gì mấy anh cứ giải đầu, mấy anh cứ chỉnh coi đi. Cũng công sức tụi em cũng 30 phút đó. Trời ơi. Mọi người thấy ấn tượng với điểm nào của phòng nhé? Em thích cái cửa. Cửa nào? Cửa này hả? Cửa ngoài đó. Nhìn nó dạng... Em thích bông hoa. Em thích cửa với lại cái bàn trang điểm. Em thì thích bông hoa. Rồi không ai thích toilet luôn. Cửa toilet kìa, trời ơi, nhìn đẹp. Dễ thương, em cũng thích toilet. Sáng cái toilet. Nói chung thì em cũng thích, nhưng mà em thích kia nhất. Các em về phòng thấy tụi anh trang trí vậy, cảm xúc của em thế nào? Cảm thấy hơi buồn. Em cảm thấy hơi có lỗi một hơi chút. Hơi chạch lòng. Tụi em muốn khóc. Rồi lát cái phòng mình là biết rồi đó. Thế bây giờ để không còn hồi hộp nữa, thì bây giờ chúng ta lên phòng của tụi anh. Coi các em trang trí như thế nào. Đi thôi. Trái ngược với sự trang hoàng ở phòng nữ thì phòng nam có vẻ đơn giản tới mức gây sững sờ. Xin mọi người đừng quá là vui nha, tại vì rất là đẹp đó. Đẹp quá. Wow, xuất sắc quá. Anh vui anh. Hết rồi hả? Ok, nó vậy thôi đó. Nó nhiều vậy thôi. Tất cả được Chúa trông trọng á. Công khai mà. Ồ, okay. Wow. Đây là một trái tim rách rưới. Dành cho tim bỏ tan hả? Đây, phúc cho mình. Chung, cái này là chữ ai đây? Anh xem. Trái tim không tên. Chữ này xấu, tính cách không ra gì cho chữ em à. Ủa vậy hả? Nhưng mà mục đích của em là gì vậy? Tụi em không thể hiện bằng... Đúng rồi, tụi em gửi gắm trái tim vô những cái trái tim này. Gửi gắm bằng những trái tim. Tụi em không có kéo, không gì hết. Tụi em phải xé bằng tay, anh nhìn xem. Trái tim thiệt là đẹp quá. Đẹp, đúng em, đẹp, đẹp, trái tim rỉ máu. Anh cảm động, không nói nên lời. Anh không cần phải xúc động lắm đâu nha. Anh không còn lời nào để nói nữa. Anh quá xúc động luôn, cạn lời. Cạn lời. Thật sự thì nó rất là dễ thương. Không phải dễ trân luôn. Chưa nói xong mà. Dễ thương kiểu đơn giản á, chứ không phải là kiểu cầu kỳ hay là màu sắc qua què này nọ. Ý anh là vậy. Khi bước vô phòng này em cảm thấy được yêu thương. Đúng rồi. Tại vì khi mà bước vào phòng thì có rất là nhiều trái tim, ở trái tim khắp mọi nơi luôn. Em cảm giác như là kiểu love is in the air. Kiểu tình yêu đang ở trong không khí. Cảm nhận hết đầy phổi. Có vẻ với thử thách vừa vui vừa bất ngờ lần này thì các thành viên trong ngôi nhà chung đã cảm thấy thoải mái và cởi mở hơn với nhau rất nhiều. Và chiều nay Mai Hương đành phải tạm chia tay mọi người để đi làm.